Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu và test một sản phẩm. Đó là một cặp bát 30BM từ 190 côn 76. Dòng bát này là từ 190 và màng sơn dầu. Tùng Nguyễn nhập cấu hình rất là đẹp. Tùng Nguyễn sẽ cho các bác xem cái củ loa của nó. Hôm nay là video test đầu tiên, Tùng Nguyễn test cho các anh em nghe nhé. BM Made in China, model của nó là 12AZ20. Và dòng củ bát này có 6 cái lỗ ở bát. Dòng bát này là của công ty BM lắp ráp nha. Công ty BM, hàng chính hãng và tiếng của nó rất là tốt. Dòng BM thì đợt này nó xâm nhập vào miền Nam Việt Nam mình rất là nhiều các mẫu bát, từ to đến nhỏ đều có hết. Và tiếng của nó rất tốt và giá thành, cái quan trọng là tiếng tốt và giá thành hợp lý thì mình làm nó sẽ ổn định. Đây là cái mẫu màng của nó. Màng của nó là sơn dầu, gân vải tẩm dầu 2 gân. Đấy. Mẫu BM này nó đã đưa ra một loại từ 170, nhưng mà Tùng Nguyễn ngày trước nhập nhưng mà cũng bỏ mã vì nhà Tùng Nguyễn làm quá nhiều mẫu 170. Thế nên là Tùng Nguyễn không làm cái mã BM này nữa. Còn đây là côn của con này. Họng 76, nhện vàng và chạm nhún màu vàng. Dòng này của hãng BM. Các bác dùng các cái hãng BM từ 25 đến 30 thì các bác đã dùng của em rất là nhiều. Và chất cao của nó rất tốt. Thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ làm video test cho anh em nghe. Cấu hình bát 30 BM từ 190 côn 76. Giá của một cặp củ bát này là 1.800.000 anh em nhá. Tùng Nguyễn sẽ test nhạc cho anh em nghe. Với các cấu hình là một đôi bát này. Test trực tiếp Tùng Nguyễn test từ đẩy nha anh em nhá. Test từ đẩy ạ. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ mở nhạc lên cho các bác nghe. Tiếng giọng này rất sáng. Nhớ mùa đông đen, em ngồi đan áo ấm xa xa trường. Áo nhưng lòng tên ấm những khi hành quân trong đáp ứng tiếng ca rất là sáng. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về say hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vàng. Vừa rồi Tùng Nguyễn đã test một đoạn nhạc thì các bác được đánh giá chất âm của dòng này thế nào ạ? Nếu anh em có nhu cầu với cái dòng bass này thì giá của nó rất là mềm. Và Tùng Nguyễn đã test lên video để cho anh em đánh giá chất âm thực tế và test trực tiếp từ đẩy ra đây. Tiếng cao của dòng này rất sáng và bass của nó đánh rất, tiếng trầm của nó rất là ấm nhá. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại 0972068111. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác xem video hãy nhớ like và chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.